Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn, xin chào tất cả các chủ doanh nghiệp, những người đang làm kinh doanh, những người bán hàng online. Trong cái bối cảnh dịch bệnh Covid hiện nay đang rất là khó khăn, hàng nghìn doanh nghiệp tuyên bố phá sản, đóng cửa, cũng có rất nhiều các nhà hảo tâm, người ta tài trợ khẩu trang, tài trợ nước rửa tay, có những người thì giải cứu nông sản cho bà con nông dân. Thì tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về marketing online. Thì hôm nay tôi xin phép được tặng các anh chị và các bạn tri thức, ai có gì thì tặng cái đó, mỗi người dựa trên cái lợi thế của bản thân, đấy là quan điểm của tôi. Thì tôi có một cái món quà nhỏ này để gửi tặng tới tất cả các anh chị và các bạn. Là thứ nhất là tôi sẽ tặng cho các anh chị và các bạn cuốn sách do chính tôi viết và xuất bản, có tên là Marketing Online 4.0. Cuốn sách này mới được xuất bản vào khoảng tháng 10 năm 2019, vẫn còn rất là mới. Đây là cuốn sách in trên khổ to, khổ lớn và dày 500 trang chẵn. Nếu mà các anh chị quy đổi cái cuốn sách này ra thành những cuốn sách mỏng, cái cuốn sách khổ nhỏ, đấy, cuốn sách khổ nhỏ thì nó tương đương với 900 trang giấy. Cái này là do tôi đã biết, là tôi đã dàn, nên tôi đã biết. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sách khổ nhỏ và in chữ to để số trang dày, nhưng sách của tôi thì ngược lại là in khổ lớn và chữ nhỏ để cho số trang nó ít lại, nhưng mà cũng đã tương đương với 500 trang. Và cuốn sách này nặng 600 gram, với cái lượng kiến thức rơi vào khoảng 25 vạn chữ, chưa tính đồ họa, riêng là chữ thôi đấy, tức là lượng kiến thức rất là lớn. Thế thì kiến thức của cuốn sách này là gồm những cái gì, thì tôi sẽ mở cái cuốn sách này ra. Nó vẫn còn nguyên bìa đây ạ, cuốn sách rất là mới. Và đó, thì cuốn sách này tôi viết là dựa vào mười mấy năm kinh nghiệm của tôi đi làm. Tôi đi dạy từ năm 2006 đến nay, và đi làm từ 2006. Và cuốn sách này thì 100% là do tôi viết, đúng không ạ? Với các cái nội dung, các chương như sau, thì giới thiệu qua một chút để cho các bạn hứng thú. Bổ sung cho tất cả các anh chị và các bạn toàn bộ những cái tri thức, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm liên quan đến marketing bán hàng và marketing online. Đó. Chương đầu tiên đấy là marketing và marketing online là gì, đấy, các quan điểm marketing hiện đại, sự tiến hóa của các mô hình marketing mix, marketing online, marketing offline và mix giữa marketing online với marketing offline, marketing 4P, 7P và cuối cùng là tôi đã phát triển đến marketing 15P và theo cái công thức của Phan Anh. Và tôi có review 16 công cụ marketing online tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Vâng. Và marketing online 4.0 là tương lai của ngành marketing hiện đại. Bất kể một cái người làm chủ doanh nghiệp, hoặc là chủ shop, hoặc là những người bán hàng online, hoặc là những người làm kinh doanh, những người là đang hoạt động trong các bộ phận marketing, bộ phận truyền thông, thì tôi nghĩ đây là cuốn sách tuyệt vời dành cho các bạn. Và chương số 2 là tôi đánh giá tình hình ứng dụng marketing online của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tôi chia thành các mức độ và tôi đánh giá. Chương số 3 là tôi hướng dẫn cho các anh chị và các bạn lập kế hoạch kinh doanh và marketing online thực tế. Tất cả những cái này đều có bảng, có biểu, có công thức và có các cái quy trình cụ thể. Và đặc biệt sách của tôi là có các cái marketing box, tức là những cái hộp marketing khoảng độ 25 hộp case study. Tôi gọi nó là marketing box by Phan Anh. Đấy, các cái chiến lược bán hàng đa kênh, sự khác biệt giữa marketing và sale là gì, vân vân. Và tất cả đều là các cái lý thuyết thực tiễn nhất, chứ không phải là lý thuyết theo kiểu là làm theo kiểu là để giảng dạy ở bậc đại học, mà đây là theo kiểu là quản trị tác nghiệp để chúng ta làm. Chương số 4 là tôi xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bằng các cái công cụ marketing online và xây dựng cả nhân hiệu nữa, tức là thương hiệu cá nhân. Đấy, tôi chia ra là xây dựng thương hiệu dành cho sản phẩm và doanh nghiệp, và nhân hiệu là dành cho các CEO, những người bán hàng. Chương số 5 là hành vi và các quy trình mua khách hàng trực tuyến. Thì chương này rất là hay, bởi vì các bạn sẽ không đọc được ở bất kỳ một cuốn sách nào có cái chương này. Tôi chia cái quá trình mua ra thành rất nhiều bước, và với mỗi một bước như vậy thì các bạn sẽ có một cái công cụ, một nhóm các công cụ tác động vào cái bước đó để làm gia tăng cái tỷ lệ mua hàng và làm gia tăng cái tỷ lệ hài lòng. Thì ở đây nó gồm có những cái hành vi rất là quan trọng, rồi quy trình mua hàng trực tuyến, rồi thì các cái hoạt động marketing tương ứng và làm thế nào để thu được cái lòng trung thành của khách hàng. Thì đó chính là cái điều mà tôi rất là quan tâm và tôi chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm. Chương số 6 thì tôi sẽ dạy các bạn về Facebook Marketing. Ngoài ra thì tôi cũng có một cái cuốn sách về Facebook Marketing khác để các bạn có thể làm.
các bạn có thể xem đấy. Và tôi hướng dẫn khá là chi tiết, chương số 7 là tôi hướng dẫn các bạn làm web marketing và SEO, SEO, hướng dẫn làm SEO cơ bản, SEO tay và SEO thủ công. Tôi cũng là một trong những cái chuyên gia dạy về SEO rất là giàu kinh nghiệm, và cái khóa học về SEO của tôi cũng được bán rất là chạy trên Edumo và Kina. Chương số 8 thì hướng dẫn các bạn một cái công cụ quảng cáo là Google Ads, hay còn gọi là công cụ quảng cáo chủ động. Và chương số 9 là marketing bằng email, đây là một công cụ tôi đánh giá là rẻ nhất và có hướng dẫn sử dụng bằng GetResponse một cách đơn giản. Và chương số 10 là Zalo Marketing, là công cụ marketing thuần Việt tại Việt Nam. Và tổng cái số lượng trang lên tới là đúng 500 trang chẵn, không bao gồm các trang bìa. Và cuốn sách này được bán với giá niêm yết là 259.000. Và hiện nay Tiki hoặc là các cái trang bán sách như Phasa thì đang bán giảm giá một chút, thì nó rơi vào khoảng 170, 180, 190 tùy từng thời điểm và tùy từng trang. Đấy, còn giá bìa là 259.000. Và tôi xin phép được gửi tặng miễn phí hoàn toàn các anh chị và các bạn cuốn sách này. Đấy, các anh chị các bạn chỉ việc trả tiền ship thôi. Tiền ship, tiền giao sách đến nhà anh chị thì 30, 40, 50 nghìn gì đó thì các anh chị tự trả cho cái đơn vị ship khi nhận sách. Còn sách tôi gửi tặng là sách đẹp, sách như thế này, đầy đủ, đúng cuốn sách như thế này. Có thể là có một cái bản in tôi in nó hơi bị lỗi một chút thì các bạn cũng không sao, vẫn rất đẹp nhá, chỉ hơi bị lỗi một chút thôi. Ở bìa thôi, không sao cả, rất đẹp. Tặng hoàn toàn miễn phí nha, tặng hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì tôi có một cái bộ sách video, tôi gọi là sách hình. Vâng, video thì các bạn có thể xem ở trên đây. Thì tôi sẽ cũng sẽ tặng cho các anh chị và các bạn 90% giá trị ở những cái video như thế này. Các anh chị và các bạn có thể xem. Đây ạ. Gồm những cái video về Facebook marketing, về SEO web, về email marketing, về sale, về bán hàng, bùng nổ doanh số cá nhân, về khuyến mại. Thì đây là những cái bộ video mà tôi đã mất công làm ra. Và hiện nay trên thị trường đang bán với giá bình quân là khoảng 399.000, làm tròn là 400.000 cho một bộ video. Và tôi tặng cho các bạn là 6 bộ và tương ứng với khoảng 2.4 triệu tiền mặt, cộng với sách là 206 thì nó khoảng 3 triệu tính về mặt giá trị. Thế thì sách là tôi tặng hoàn toàn miễn phí, không lấy một xu một hào nào. Nhưng mà riêng video thì tôi tặng 90% giá trị. Tôi tặng 90% giá trị nghĩa là sao? Nghĩa là tôi sẽ muốn là các anh chị và các bạn là ủng hộ cho tôi 240.000. Số tiền này chính là số tiền mà tôi đã phải sản xuất ra một bộ video như vậy. Các anh chị tưởng tượng là một video mà phải quay như thế này, sau đó là phải có người biên tập, cắt cúp những cái video như này, và cái việc biên tập video rất là tốn. Thường là mất khoảng 200-300.000 cho một video, nhân với số lượng video. Số lượng video của tôi thì bây giờ các anh chị nhận một cái bộ như thế thì nó có thể lên tới từ 100-120 video bài học. Như vậy cái chi phí sản xuất ban đầu của tôi nó có thể lên tới là khoảng 20-30 triệu. Và nếu như mà tính như tôi đang tính là 150 video với giá 300.000 thì nó lên tới khoảng độ 45 triệu chi phí sản xuất. Và chưa kể đến là cái công tôi nói rồi các cái máy quay là tôi quay nữa. Đấy là hoàn toàn chỉ là chi phí biên tập thôi. Và tôi chỉ lấy 10% cái chi phí mà tôi biên tập, còn chi phí mà tôi quay, tôi dựng, tôi nói như thế này là hoàn toàn miễn phí cho các anh chị và các bạn. Các anh chị và các bạn có thể kiểm chứng giá bằng cách là sử dụng Google, search xem là cái cuốn sách này có đúng là giá bìa 259.000 hay không, và đang bán ở trên một số website là 180, 190 gì đó, và tôi tặng miễn phí cho anh chị và các bạn cái bản của tôi. Nó cũng hơi lỗi một chút do in ấn một chút xíu thôi. Và video thì tôi tặng cho anh chị 6 bộ như thế này, và tặng 90% giá trị, chỉ lấy 10% giá trị, và 10% này để bù đắp cái chi phí sản xuất mà thôi các anh chị nhá. Cho nên là tôi nói là tặng miễn phí cả bộ này, gồm cả sách, sách chữ, sách giấy và sách hình là video, tôi gọi nó là sách hình. Các anh chị sẽ lấy cả hai cái sản phẩm này để hỗ trợ cho cái việc kinh doanh, bán hàng và marketing tốt nhất cho mình. Thì đây là cái món quà mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả các anh chị và các bạn. Tôi là Phan Anh và công ty PA Marketing cùng với các cái cộng sự của tôi muốn gửi tặng anh chị để hỗ trợ các anh chị sắp sửa vượt qua cái giai đoạn Covid
Bởi vì đến cái tháng 4 thì tôi nghĩ rằng là cái tình hình nó sẽ khả quan hơn và chúng ta sẽ cần phải tăng trưởng trở lại, được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ và đã ghi nhận những cái nỗ lực của chúng tôi. Nếu như các anh chị và các bạn yên tâm về cái chất lượng sách, chất lượng video và các anh chị nhận cái quà này thì các anh chị có thể truy cập vào địa chỉ là website là bit.ly/pa tặng sách. Vâng, các anh chị đánh cái trình duyệt này vào nhé, bit.ly/pa tặng sách thì nó sẽ ra một cái Google Form. Google Form đấy là điền tên, tuổi, số điện thoại, email, địa chỉ nhận sách. Email thì để tôi cấp video cho các anh chị và các bạn. Đấy, thế còn sau đó thì sách thì tôi sẽ đóng và tôi sẽ gửi cho các anh chị các bạn. Các anh chị sẽ các bạn nhận trễ trễ mấy hôm, còn video thì sẽ nhận được ngay trong ngày. Thế thì đấy là món quà mà chúng tôi gửi tới các anh chị và các bạn. Rất mong là có thể chia sẻ một phần cái kiến thức, kinh nghiệm, tri thức với các anh chị và các bạn. Xin trân trọng được cảm ơn và xin chúc các anh chị và các bạn sớm phục hồi và vượt qua được cái giai đoạn khó khăn và tăng trưởng trong những cái thời gian tới. Xin chào.